cả mọi người đến với series mình, một chương trình radio được phát sóng vào mỗi thứ tư hàng tuần tại Apota. Giới thiệu đôi chút về series mình, thì đây là hành trình mà chúng mình mong muốn có thể khai phá những câu chuyện xung quanh các anh chị em tại nhà A. Mỗi một số phát sóng thì chúng ta sẽ có những vị khách mời khác nhau cùng nhau chia sẻ về tất cả mọi điều tại Apota thông qua những lá bài đã được chuẩn bị sẵn. Mình là Mi Đặng, host của series mình, và đây sẽ là hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Hello. Vâng ạ, để mọi người biết rõ hơn về hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái thử thách nho nhỏ dành cho hai vị khách mời, đấy chính là giới thiệu bản thân mình. Nhưng mà không được sử dụng chữ mình ạ. Thời gian là 20 giây, tức là trong vòng 20 giây hai vị khách mời của chúng ta sẽ phải giới thiệu bản thân này, không sử dụng từ mình. Mọi người đã hiểu luật chưa? Dạ vâng, ok, xin mời anh Tệ trước ạ. Xin chào My, xin chào tất cả các bạn. Để mà không sử dụng cái từ mà My nói đến ấy thì chắc là rất là khó. Vậy thì tôi sẽ tự giới thiệu, tôi là Tuệ, đến từ Gamota. Vị trí của tôi là CTO của Gamota, nhưng gần đây thì tôi có được tham gia một cái dự án rất là mới và hay của Gamota, là quản lý cái dự án Gabros về sản xuất game của Gamota. Tưởng không khó nhưng mà khó không tưởng, đúng không anh? Rồi, xin mời chị Zip ạ. Xin chào mọi người, tôi tên là Điệp. Hiện tại thì tôi đang phụ trách dự án Atomic trực thuộc OT Network. Rất vui vì ngày hôm nay được ở đây và chia sẻ cùng mọi người. Có vẻ như là cái thử thách mà giới thiệu bản thân nhưng mà không sử dụng chữ mình nghe thì rất đơn giản nhưng mà lại không đơn giản chút nào. Thôi thì cái phần giới thiệu thì mình dùng là tôi thôi, nhưng mà trong cái cuộc trò chuyện này thì chắc là ba anh chị em mình cứ xưng là mình và anh chị em cho nó thân thiện ha. Vậy là ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một cái buổi trò chuyện chia sẻ với hai vị leader mới của hai dự án cũng mới tanh tại Apota, đó chính là Gabros và Atomic ạ. Như thường lệ thì bất kể một cái vị khách mời nào mà đến với mình thì em đều hỏi một cái câu hỏi khá là quen thuộc, đấy là không biết là mọi người đã bao giờ trải nghiệm bộ môn rút bài hay là bốc bài chưa, bất kỳ hình thức nào liên quan đến bài ạ. Có, chơi bài nhiều. Thế còn anh Tệ thì sao? Anh cũng hạn chế tham gia những trò này rồi. Hạn chế? Thế là mình đã tham gia chưa? Anh tham gia nhiều nhưng bây giờ anh cũng hạn chế rồi. Thế là mình đã từng hạnh phúc có gia đình và... Ok ạ, vậy là mình đã từng có trải nghiệm rồi. Vậy thì là em hy vọng rằng là cái trải nghiệm rút bài ngày hôm nay tại mình thì sẽ đem lại tới cho mọi người những cái trải nghiệm hay ho, thú vị. Và biết đâu đây sẽ lại là một cái sở thích mới thì sao? Ok ạ, chúng ta sẽ đến với lượt rút bài đầu tiên. Mỗi anh chị rút cho em một lá bài đi ạ. Ok. Dạ, ok ạ. Vâng, em xin mời Lady First ha. Em xin mời chị Zip đọc lá bài của mình lên. Câu hỏi của chị là chia sẻ lý do dự án của bạn ra đời. Wow, một câu hỏi khá là hay mở đầu luôn. Chắc là trước khi mà nói về cái lý do dự án ra đời thì chị sẽ giới thiệu qua một chút về dự án mà chị đang làm. Thì dự án có tên là Atomic. Hiện tại thì mục tiêu và những định hướng phát triển của team thì là sản xuất và khai thác nội dung ở trên các nền tảng số. Thì hiện tại thì bọn chị cũng vừa sản xuất vừa khai thác, cũng như là đồng hành với các đơn vị content provider ở trên thị trường để khai thác nội dung ở trên Facebook hay là YouTube, đa nền tảng đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì cái nguyên do nào lại khiến cho Atomic ra đời ạ? Nếu mà nói về tên OT Network thì chắc là cả công ty mình cũng biết là bên OT đã làm việc với các bạn creator cũng như là partner của Facebook từ năm 2018 đến giờ, và để mà triển khai thì đến năm 2022-2023 thì bắt đầu là thị trường nội dung bắt đầu phát triển mạnh. Và từ đấy thì ba lãnh đạo của OTA là có anh Duy Bá thì cũng đã làm việc với chị để cùng rất là nhìn về ra những cái tiềm năng của thị trường cũng như là cơ hội về phát triển nội dung ở trên nền tảng Facebook, đặc biệt là cái thế mạnh của mình đang là partner của Facebook. Thì mình có thế mạnh là mình có sở hữu các bạn creator, mình có rất nhiều những cái nội dung nhưng mà mình chưa tối ưu và biết cách khai thác nó như thế nào. Thì đấy chính là cái gọi là đầu tiên là về cơ hội và tiềm năng về thị trường nội dung ở trên các nền tảng số. Thì đấy là lý do đầu tiên mà Atomic ra đời. Và sau đó thì là tận dụng những cái thế mạnh mà OT đang có để với mạng lưới network rất là rộng, với các đơn vị sản xuất nội dung cũng như là các bạn creator rất là tiềm năng ở trên thị trường. Thì chắc đấy sẽ là hai lý do lớn mà Atomic ra đời. Tức là mình vừa nhìn thấy cái tiềm năng của cái talent nhà mình. Và thứ hai cũng là cái thời điểm mà nhu cầu thị trường cần. Đúng. Thì đấy là tại sao mà Atomic lại ra đời trong cái thời điểm năm vừa rồi. Thế còn anh Tuệ thì sao? Em rất là mong muốn lắng nghe những cái cơ duyên nào để cho Gabros được hình thành và xây dựng trong năm vừa qua. Cũng rất là hay khi được nghe những cái chia sẻ của Diệp, Điệp về dự án Atomic.
Còn Gavros cũng là một dự án rất là mới mà được Gamota đưa ra. Thì nếu mà kể về Gavros thì có thể anh sẽ kể lại một chút về cái lịch sử của hình thành của Gamota. Và cái business hiện tại của Gamota thì là chính là sẽ là phát hành games. Và từ cả chục năm nay thì Gamota đều là làm phát hành games. Thì bản chất của phát hành game là mình sẽ đi tìm những cái đối tác, những cái developer ở Việt Nam hay ở nước ngoài, và mình đưa cái game đó của họ về phát hành tại Việt Nam và những thị trường mà mình quen thuộc. Thì đấy là cái mà Gamota đang làm tốt nhất. Thì trong hàng chục năm qua thì Gamota hay là Avota cũng đã tiếp cận rất là nhiều studio để đưa được những sản phẩm game chất lượng về. Tuy nhiên thì gần như là những cái việc mà mình chủ động trong cái việc mình tìm kiếm studio hay là mình làm thì nó chưa đạt những cái thành công nhất định. Hiện tại thì theo cái nhận định về thị trường cũng như là về con người, cái thời điểm hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để mà Gamota xây dựng một cái studio để sản xuất game. Thì đối với một công ty phát hành game thì cái việc sở hữu một cái đơn vị có thể sản xuất được game thì nó không những là có cái lợi ích là chủ động về cái nguồn cung của sản phẩm nếu như mình làm được những cái sản phẩm game chất lượng, ngoài ra thì mình cũng sẽ xây dựng được thêm những cái nền tảng công nghệ rất là tốt để phục vụ chính, quay trở lại cho cái việc phát hành những cái sản phẩm game hiện tại của mình. Thì đấy là những nguyên nhân do vì sao mà Gamota đầu tư để phát triển ra studio Gabros. Tức là ngoài cái việc mà mình sẽ đem những cái game từ các cái thị trường khác phát hành tại Việt Nam ra thì mình cũng sẽ tự mình chủ động mình sản xuất game của mình và phát triển đối với thị trường trong và ngoài nước. Vậy là chúng ta cũng đã vừa có cái nhìn tổng quan hơn về hai cái dự án mới được xây dựng trong năm vừa qua tại Avota. Bây giờ thì anh Tuệ có thể đọc giúp em lá bài của anh lên được không ạ? Lá bài của anh là mình sẽ nói về mục tiêu của dự án là gì. Thì rất là rõ rồi, thì đương nhiên mà làm một studio thì là mình sẽ phải là những người phát triển game. Vậy thì mục tiêu quan trọng nhất của studio từ ngay từ ban đầu sẽ là phát triển game. Nhưng mà để mà đạt được cái mục tiêu xa nhất của bọn anh hướng tới, của Gamota hướng tới là phải phát triển được những sản phẩm game ngang tầm với những sản phẩm mà Gamota đang phát hành. Tức là nó phải là những con game nhập vai hoặc những con game SLG chất lượng mà Gamota đang phát hành. Tuy nhiên để mà đến được cái con đường đó thì mình phải trải qua rất là nhiều quá trình. Và quá trình hiện tại trước mắt thì là Gabros đang thực hiện là những quá trình xây dựng đội ngũ để mà sao mình tạo được một đội ngũ vững chắc, với nền tảng vững chắc. Và mình khi mà đã có đội ngũ nền tảng vững chắc rồi thì mình sẽ xây dựng những bước đi đầu tiên với những sản phẩm đầu tiên, đạt được những cái chỉ số và những cái thành công nhất định để mà mình có thể tạo nền tảng, tạo ra cái framework để có thể phát triển những sản phẩm chất lượng hơn sau này. Vâng, tức là bao giờ mình cũng phải đi từ cái móng cho đúng. Nếu mà mình có một cái đội ngũ đủ đạt tiêu chuẩn mà mình đề ra thì sau này cái công cuộc mà mình vận hành, mình phát triển đội ngũ đấy lên để đạt được những cái mục tiêu bao giờ nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Thế còn về Atomic thì sao ạ? Thực ra là khi nghe anh Tuệ chia sẻ thì em cũng thấy là ở Atomic cũng có một cái vài điểm để mà giống với cả bên Gabros. Đấy là cái lý do mà như hiện tại thì OTA sẽ là MCN, tức là bọn em đứng trung gian để làm việc với các bạn creator cũng như kết nối với lại nền tảng Facebook. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ thời điểm trước đó khi Atomic chưa ra đời thì bọn em cũng chưa có những cái sở hữu gọi là hệ thống kênh hay là những cái nội dung mà mình sản xuất. Tuy nhiên chính vì khi mà mình nhìn thấy cái thị trường nó thay đổi thì bắt đầu bọn em cần nhìn lại là OTA hay bản thân là hay là Atomic cũng sẽ cần một cái sản phẩm gọi là cái cốt lõi. Thì dù sau này là khi mà mọi cái thị trường nó có thay đổi hay là các kênh có vấn đề như thế nào thì cái nội dung nó vẫn ở lại và nó vẫn có thể kiếm được tiền cho mình. Chính vì thế nên là cái mục tiêu của OTA là mình vẫn là có một cái mối quan hệ với Facebook, là mình ở trung gian và mình quản lý các bạn creator, là một đơn vị MCN. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ cần có một gọi là một đơn vị sản xuất in-house của nhà mình. Thì là Atomic ra đời với một mục tiêu cũng như là cái sứ mệnh là có thể là vừa sản xuất nội dung này trực tiếp để khai thác trên hệ thống kênh của các bạn creator cũng như là hệ thống kênh của OTA, cũng như là sở hữu những cái cộng đồng lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Thì đấy sẽ là để lại những cái giá trị lâu dài hơn, thay vì là mình chỉ là đơn vị trung gian như là như anh này sẽ là đơn thuần là phát hành game, còn bây giờ mình sẽ là còn là sở hữu cái con game đó nữa khi mà mình sản xuất. Tức là ngoài cái việc mà mình phát triển những cái gì mà mình đang có vẫn đang là thế mạnh của mình thì mình còn sẽ tạo ra những cái mà của mình chủ động để mình có thể là kiểm soát nó trong mọi trường hợp. Có một cái điều mà em nhận ra là
dù đều là leader của hai dự án mới, nhưng mà có một cái điểm đặc biệt giữa chị Zip và anh Tuệ, đấy chính là cái sự khác nhau giữa hai thế hệ. Anh Tuệ thì là Gen Y, thuộc Gen Y, chị Zip thì thuộc Gen Z, Gen Z chính hiệu luôn đấy ạ. Dù là có cái sự khác biệt như vậy, nhưng mà mọi người đều vẫn là đang là leader của hai dự án mới tại Apota. Và đối với anh Tuệ là một người mà em nghĩ là có khá là nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường rồi, thì nhưng mà trong năm vừa qua thì mình cũng đã đảm nhận một cái vị trí là dẫn dắt một cái dự án mới. Thì trong cái quá trình làm việc thì anh có những cái khó khăn nào trong cái việc mà mình vận hành đội nhóm hay là trong bất kỳ quá trình làm việc nào? Trước tiên thì anh cũng nghĩ là anh cũng là người có nhiều kinh nghiệm, nhưng không phải trong thương trường mà là trong game trường thôi. Game trường. Anh tham gia cái phát hành game cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà phải nói thật là về trực tiếp tham gia và vận hành một cái đơn vị sản xuất, rồi nắm tất cả những cái vấn đề về P&L, về trực tiếp điều hành những dự án, thì đây cũng là lần đầu tiên anh được tham gia. Thì đây là một vai trò rất là mới so với cái vai trò thiên về công nghệ của anh ngày trước, và thuần túy về công nghệ và thuần túy về những cái business của game thôi. Thì đây là một cái rất là mới. Tuy nhiên thì đối với anh thì anh nghĩ anh cũng sẽ có vừa là có những cái điểm mạnh và điểm yếu khi mà anh làm ở vị trí này. Điểm mạnh thì vì là một người làm ở công ty mình rất là lâu, thì anh cũng khá là nhiều kinh nghiệm và có kết nối với tất cả các bộ phận ở công ty, như là OTA, Network, ESOTA, KADATA hay là các partner khác của Avota. Vậy thì với tất cả các hệ sinh thái của Avota đang có, những cái framework của Avota và Gamota đang có, thì anh có thể tận dụng được hết những cái nguồn lực đó và đưa nó vào với một cái studio non trẻ như Gavros, thì để mà tận dụng được cái đấy thì rất là một cái nguồn lực hiệu quả. Nhưng mà cái điểm mà anh thấy khó khăn nhất thì anh nghĩ là cái ngành phát triển game và game studio ấy là nó không hẳn là một ngành về công nghệ, mà nó gần như là một ngành về creative, một cái môn nghệ thuật sáng tạo. Thì với cái người làm công nghệ thì anh sẽ phải thay đổi rất là nhiều về mindset của mình, mindset về mặt làm sản phẩm cũng như là mindset về mặt quản lý. Đặc biệt về mặt quản lý thì hiện tại là những người mà anh làm việc cùng hầu hết là Gen Z hoặc là những người Gen Y gì đó, nhưng mà có vẻ như là lại thành là Gen Z, rất là Z. Thì làm sao để làm việc được các em ấy, để mang được cái năng lượng của các em ấy, vì năng lượng của anh bây giờ là nó hết nửa pin rồi, bây giờ là nó ít rồi. Thì làm sao để các năng lượng của em ấy truyền được vào cái sản phẩm của mình và anh em cùng nhìn về một hướng, thì cái đấy là một cái rất là khó và anh đang phải cố mà học. Vâng, thực ra em nghĩ là không phải là cái năng lượng của mình hết nửa pin đâu, chỉ là do cái sự khác nhau thôi. Chứ em nghĩ là ở đây ai cũng đều rất là tràn đầy năng lượng hết thôi. Em nghĩ là làm cái gì lâu thì nó cũng sẽ bị tụt đi một chút. Anh đang tính theo cái timeline của anh thôi. Ví dụ như bây giờ anh là 36 tuổi rồi, thì đến tầm 7x là chắc là tèo là hết một nửa pin rồi. Hết nửa máu rồi. Còn ở đây còn rất lâu. Tức là ngoài cái việc, chính như anh nói, cái việc mà mình quản lý một cái dự án về game ấy, nó không chỉ đơn thuần là về công nghệ, mà nó còn là cái sự sáng tạo. Thế nên là lúc nào mình cũng phải trau dồi học hỏi hàng ngày. Mình học liên tục để làm sao nó bắt kịp với cái thị trường, bắt kịp cái xu hướng, và còn bắt kịp với cả những nhân viên của mình nữa. Là một leader Gen Z chính hiệu, thì bản thân chị Zip tự thấy rằng là mình có những cái lợi thế gì, và bên cạnh đó có những cái khó khăn gì trong cái quá trình mà mình làm việc? Chắc là cái ngược lại với anh Tuệ một chút ạ. Bọn em thì gần như team bọn em cũng rất là trẻ, chủ yếu đều tất cả đều là Gen Z cả. Thì có một cái lợi thế em nghĩ là cực kỳ mạnh, đấy là mọi người đều sẽ rất là chiến. Cái thứ hai nữa là bất kỳ một cái dự án mới thì đối với bọn em là nó thay đổi liên tục, chính vì thế là nó cần một cái sự thích nghi, hay là cái gọi là dám đối mặt nó, tức là cái mức độ ổn định nó không cao. Ví dụ bọn em có thể là tôi thuật toán ngày hôm nay như này, ngày mai lại khác. Thế nên là một cái lợi thế mà em nghĩ là nó đối với các bạn trẻ đấy là dám gọi là thử thách, đúng không? Dám thử thách và rất là hiếu chiến. Thế nên là đấy cũng sẽ là một cái điểm mạnh của bọn em. Còn bên cạnh về cái điểm mà gọi là về mặt quản lý, thì có thể là tại vì mình cũng là Gen Z, mình cũng sẽ tiếp cận với mọi người cũng sát sát với lứa tuổi của mình, thì mình cũng sẽ hiểu để mà vận hành các thứ, mọi thứ nó sẽ mượt và tốt hơn. Như là ví dụ anh Tuệ sẽ thích nghi từ hai thế hệ khác nhau, thì mọi thứ tâm sinh lý mọi thứ nó cũng phải xem đúng không? Thì cũng sẽ cần phải là thích nghi ngược lại với các bạn. Còn như là em thì em sẽ
dễ tiếp cận với các bạn trẻ hơn. Còn về điểm bất lợi thì đi gọi là song song với việc gọi là có lợi kia thì bất lợi cũng là cái việc mà đội trẻ thì bọn em rất là hiếu chiến, nhưng mà chỉ cần khi mà dễ xảy ra vấn đề thì rất là dễ bị đau tinh thần ạ. Thế nên là về mặt cảm xúc nó chưa được vững, thế nên là khi mà quản lý hay là vận hành team thì em cũng cần phải thích nghi, cũng như là phải gọi là hiểu để mà mình có thể vực dậy được cái tinh thần của mọi người trong quá trình triển khai. Cái thứ hai là khi mà còn rất là trẻ như thế này thì cái kinh nghiệm cũng là một cái mà mình còn thiếu. Có thể là bọn em dễ tiếp cận cái mới, nhưng mà cái kinh nghiệm trong thực chiến nó lại chưa có. Thế là cứ hàng ngày mình phải đồng hành cùng nhau, cũng như là xử lý vấn đề từng chút một. Thì em nghĩ đấy cũng sẽ là một cái bất lợi rất là lớn khi mà mình còn trẻ và mình làm với đội ngũ trẻ. Ngoài những cái mà lợi ích của mình cứ rất là tự tin, thì mình cũng còn những cái khó khăn nữa. Và đúng như chị Dích nói, nếu mà làm việc với những cái bạn trẻ thì cái ngọn lửa, cái tinh thần của cái người leader luôn luôn là phải giữ, gần như là không được tắt, để cho những cái membership của mình người ta cũng giống mình, người ta noi theo và người ta sẽ truyền cái ngọn lửa đấy cho nhau, để không trong một cái tình huống nào xảy ra thì không ai bị dập cái ngọn lửa đấy đi, để mình có thể mà tiếp tục làm việc, hoàn thành cái mục tiêu đề ra. Như lúc nãy mọi người có chia sẻ về các cái mục tiêu mà mình muốn hướng đến của cả Gabros và của cả Atomix nữa. Vậy thì để mà đạt được những cái mục tiêu như vậy thì cái kim chỉ nam trong quá trình làm việc mà những người leader hay chị đang ngồi đây muốn hướng đến là gì, và muốn cái nhân viên của mình sẽ đi theo cái hướng đấy là gì ạ? Anh nghĩ là trước tiên thì mình sẽ đi lên từ con người rồi. Thì đối với Gabros thì trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà phát triển studio thì đương nhiên là bọn anh sẽ là xây dựng từ đầu với những nhân sự, nói chung là chưa liên quan gì đến Avota hay là gì cả. Mình mới sẽ collect anh em từ tất cả các nguồn về, mới toanh luôn. Cho nên là cũng sẽ chỉ có biết nhau thông qua cái kỹ năng của nhau, thông qua trao đổi phỏng vấn thôi. Và cũng chưa được làm việc nhiều với nhau. Nhưng mà hiện tại khi đã qua một cái giai đoạn, bọn anh đã sang một cái giai đoạn năm mới, cũng được phát triển được khoảng 6 tháng rồi, thì anh nghĩ cái quan trọng nhất là làm sao để mọi người sẽ không hẳn là về khả năng, mà sẽ là về cái thái độ làm việc, với cái mindset mà mình cùng nhìn về một hướng. Thì cái đấy là sẽ là cái quan trọng nhất để có thể mà mình đạt được cái mục tiêu đã đề ra. Làm mục tiêu lớn nhất là sẽ làm được những con game lớn xứng tầm với việc Gamota phát hành. Còn để mà làm sao để mọi người cùng nhìn được về một hướng thì anh nghĩ nó sẽ nằm ngay trong cái tên của Gabros rồi. Gabros thì là cái tắt của Gamota Brothers, tức là anh em Gamota. Gamota thì ngày xưa thì hiện tại hơi slogan hơi khác một chút, nhưng ngày xưa thì cái đây 1-2 năm thì slogan của Gamota là làm game là phải có anh em. Thì anh cũng muốn mang cái tinh thần đó vào Gabros, tức là bây giờ mọi người phải cùng nhau thành một thành như là anh em, cùng nhau nhìn về một hướng và tập trung thái độ tinh thần tất cả là phục vụ cho sản phẩm, phục vụ cho mục tiêu. Thì mọi khó khăn hay là những cái yếu kém về trình độ thì mình có thể vượt qua được hết. Đối với team Atomix thì đúng là bọn chị cũng sẽ đề cao cái tinh thần là mục tiêu cá nhân nó phải khớp với lại mục tiêu của tập thể. Tức là khi mà anh em đã lên một con thuyền rồi thì chúng ta phải chung đích đến. Chính vì thế là cái tinh thần là bổ từ trên xuống dưới, khi mà bọn chị phải xác định rõ được là mục tiêu của đội nhóm là gì và đến với từng mục tiêu của cá nhân, để mà anh em gọi là chỉ có một hướng để đi theo thôi, tránh bị sao nhãng. Cũng như là gọi là thường thì sếp của bọn chị hay nói là đề bài rất là rõ rồi, gọi là bây giờ chúng ta sẽ win như thế nào thôi. Đó. Gọi là tất cả các anh em trong team đều phải xác định được rõ cái đề bài của mình và rõ cái mục tiêu, cái kết quả mình cần đạt được. Vậy thì giữa cái kim chỉ nam như vậy thì một nhân sự như thế nào sẽ là một người thực sự phù hợp với hai dự án như Gabros và Atomix ạ? Chắc là về với Atomix thì chị là một nhân sự mà phù hợp. Tức là yếu tố đầu tiên thì vẫn phải là như anh Tệ có chia sẻ, đấy là về thái độ rồi. Tức là mình có, các bạn đều phải có một cái thái độ tốt này. Còn về khả năng về chuyên môn thì trước là mình sẽ có một số những cái gọi tinh thần giống như giá trị cốt lõi của Avatar ấy, thì đấy là về chủ động và thích nghi. Đấy là hai cái mà ở một cái dự án mới chị nghĩ là cực kỳ quan trọng. Tại vì là khi mà mọi người cùng đồng hành, cũng như là một team mà rất là nhiều người trẻ với nhau, thì ở đây sẽ là khía cạnh là rất khó để là gọi là ở đâu cũng không có là cầm tay chỉ việc nữa. Thế nên là từng bạn
đều phải có cái tinh thần là chủ động gặp vấn đề hay là đề xuất những cái phương án, thì đấy sẽ là cái cực kỳ quan trọng. Còn việc mà cái thứ hai là cái thích nghi, thì để mà nói là như chị có chia sẻ ban đầu là có thể là ngày hôm nay định hướng đã xác định như thế này, tuy nhiên thì thuật toán hay là mọi thứ nó thị trường nó thay đổi, thì ngày mai gần như là mình sẽ phải thay đổi hoàn toàn về định hướng của mình luôn. Ví dụ hôm nay bọn chị xác định là sản xuất tuyến nội dung này, tuy nhiên là chỉ trong vòng từ 1 đến 3 ngày chẳng hạn, thì trên thị trường cũng như là về thuật toán cũng như là những cái gọi là bản quyền mọi thứ nó bị ảnh hưởng, thì gần như trong 3 ngày tới bọn chị sẽ phải đề ra một cái định hướng về tuyến nội dung mới. Thì khi đó là bắt buộc các bạn ấy sẽ phải thích nghi việc thị trường thay đổi, nên là mình phải thay đổi chứ không thể bị hoang mang hay là bị sẽ bị những cái phản ứng ngược là việc là thay đổi nhiều quá thì bây giờ làm thế nào để nó ra được hiệu quả. Thì đấy sẽ là hai cái tinh thần mà chị nghĩ là cực kỳ quan trọng đối với các bạn ở team Atomic, chủ động và thích nghi đúng không ạ, vì luôn luôn thay đổi, thị trường luôn luôn thay đổi, hàng ngày cũng thay đổi hàng ngày. Thế còn về Gabros thì sao ạ? Anh nghĩ về Gabros thì nó bản chất của Gabros là một studio game. Vậy thì mọi người trước tiên vào đây, vào trong team thì sẽ phải trước tiên là phải rất là thích làm game hoặc là thích chơi game. Một trong những yếu tố là ok, cứ thích game là được. Thì đấy là yếu tố quan trọng nhất. Còn thứ hai nữa thì anh nghĩ nó sẽ liên quan đến một cái giá trị cốt lõi rất là hay của Agamotta là ownership. Thì đối với cái việc làm game ấy, thì nó không phải là chỉ là việc công thức áp ở công thức A của một con game A có thể thành công luôn được cho một con game B của mình, mà mình phải đưa vào đấy cái feeling, cái game feel của mình, giống như một môn nghệ thuật vậy. Thì phải đưa vào cái game feel của mình, rồi nó tất cả mọi thứ nó không thể đưa hết vào tài liệu, vào chuẩn bị trước một kế hoạch được, mà trong quá trình mình phát triển con game mình phải hiểu nó, rồi phải phân tích chỉ số, rồi theo dõi nó trong quá trình mình phát triển nó liên tục, thì mình mới có thể đưa ra một cái sản phẩm đạt chất lượng mà mình còn làm global nữa, thì đạt chất lượng để còn cạnh tranh với tất cả các đối thủ ở trên global. Thì cái việc mà mình phải gần như là mình phải đưa cái tính ownership của mình vào trong sản phẩm, để mà lúc nào mình cũng suy nghĩ về nó, lúc nào mình cũng mong muốn tối ưu nó lên, thì là một phần, mình là một phần của sản phẩm, là một phần của team, thì lúc đấy team mới có thể thành công được. Mình làm như mình là cha đẻ của cái sản phẩm đấy đúng không ạ? Nghĩ lúc nào cũng nghĩ, lúc nào cũng nghĩ làm thế nào để mình phát triển lên tốt hơn so với ngày hôm qua. Mình là cha của nó hoặc nó là cha của mình cũng được. Để làm sao mà miễn sao là hàng ngày nó tốt lên, nó tối ưu lên dần. Cả như Gabros và Atomic thì đều là những cái dự án mới, và những nhân sự như mọi người có chia sẻ là đều là những người mới luôn. Để mọi người có thể có được cái tính chủ động hay là thích nghi, hay là có thể hoàn toàn toàn tâm trong cái công việc của mình có thể tự làm theo cái khả năng sáng tạo của mình, thì em nghĩ là có một cái điều mà khá là cần thiết cho nhân viên trong cái quá trình mà mình làm việc, đấy chính là cái niềm tin của mình vào cái sản phẩm đấy, và thứ hai nó còn là cái niềm tin giữa cái người leader và nhân viên. Vậy thì trong cái quá trình làm việc, để mà có thể các bạn có thể chủ động được hơn, có thể các bạn quyết toán, các bạn có thể là toàn tâm toàn ý hơn, thì mọi người xây dựng cái niềm tin cho nhân viên như thế nào ạ? Anh nghĩ cái này cũng là một cái mà không chỉ Gabros mà là cả Agamotta cũng đang rất là mong muốn duy trì và xây dựng. Gabros thì là bắt đầu xây dựng, còn Agamotta là muốn duy trì những cái máu lửa và cái niềm tin của mọi người khi trong quá trình phát triển của công ty. Thì anh nghĩ bên Gabros thì quan trọng nhất là bây giờ là bọn anh sẽ cần phải minh bạch những cái gì mà mình đang làm với nhau và những cái gì mình sẽ đạt được. Thì anh đang tìm cách là minh bạch một cách rất là clear tất cả những gì mà bọn anh đang làm và sẽ làm. Về con game nào mình sẽ làm kế hoạch game trong thời gian sắp tới, rồi thậm chí là những chỉ số nào mà quan trọng để mọi người hiểu được sản phẩm, thì anh sẵn sàng là anh share hết cho mọi người để mọi người hiểu là mình đã đạt được cái gì trong cái sản phẩm này, và các sản phẩm kế tiếp mình sẽ nắm được cái chỉ số của nó. Thì mọi người ví dụ ngay cả những người làm về lập trình này cũng có thể hiểu được, có cái quyền làm chủ trong sản phẩm thì có thể hiểu được là con game này mình nó đang chạy như thế nào, liệu những cái gì mà mình lập trình trong cái sản phẩm này nó có đóng góp trực tiếp vào tối ưu sản phẩm không. Trên cái thị trường mà giải trí nói chung, hoặc là thị trường game nói riêng, hay là thị trường các cái nền tảng số nói riêng, thì Gabros và Atomic hiện nay đang có điều gì tự tin để mình cạnh tranh trên thị trường? Với cái điểm mạnh của Gabros thì hiện tại điểm mạnh lớn nhất thì vẫn là những cái nền tảng đang sẵn có của Agamotta có thể đưa cho Gabros, những cái platform của Agamotta về phát hành.
thì có thể hỗ trợ Gabros khá là nhiều trong cái việc mình đưa sản phẩm của sản phẩm game Gabros ra global. Ngoài ra thì bọn anh cũng có thể tận dụng tất cả những cái nền tảng về công nghệ của tập đoàn Avota, chẳng hạn như về server, về những cái framework mà Avota đã xây dựng để có thể sử dụng trong cái quá trình, vì là mình không chỉ là mình bọn anh sẽ dừng lại ở việc làm một con game, mà bọn anh cũng vừa mong muốn là bọn anh làm một cái studio, nhưng cũng mong muốn là có thể tạo ra một cái nền tảng để nhiều những cái studio game khác cũng có thể tham gia vào vào một cái platform của Avota hoặc Gamota tạo ra, có một cái chỗ đứng vững chắc trên thị trường game. Rồi vậy còn về Atomic thì sao? Về Atomic thì để mà nói cái tự tin nhất thì trong cả 2023 thì bọn em cũng đã triển khai và gọi là chạy test khá là nhiều mảng rồi, thì việc đầu tiên mình vẫn tự tin ở trong cái dự án mình làm, đấy là về vừa sản xuất và xong rồi đấy cũng như là xây dựng cái hệ thống kênh rất là lớn ở trên nền tảng Facebook rồi, thì đấy là cái điểm mà mình tự tin. Còn thì mình còn tự tin về cả đội ngũ nhân sự đang đồng hành cùng mình nữa. Còn thì về nội dung thì chắc chắn là nó thay đổi liên tục, chính vì thế nên là nó cũng sẽ là một cái rất là khó khăn và thử thách ở trong năm 2024 là Atomic cần làm nội dung gì và khai thác như thế nào thì nó tạo lại được nhiều giá trị cũng như là mang lại cái doanh thu tốt. Thì cũng là còn rất nhiều những cái lo lắng cho năm 2024 nhưng không sao, rồi chúng ta cũng sẽ cùng vượt qua cùng nhau, đi qua những cái chặng hành trình. Và cũng chỉ còn có vài ngày nữa thôi thì cái năm cũ theo lịch âm lịch ạ, năm 2023 thì cũng sẽ sắp qua đi. Và trong một năm vừa qua thì Gabros đã làm được gì ạ? Có những đạt được những thành tựu gì ạ? Bọn anh thì start dự án nó cũng hơi muộn một chút, cũng phải mất bao nhiêu mấy tháng gọi là chắc trở, lên lên xuống xuống, đi nhầm vào mấy cái ngõ cụt. Cho nên là đến tầm, tính ra phải đến tầm tháng 6, tháng 7 thì bắt đầu gọi là tính start project. Và đến tầm cuối năm thì bắt đầu có một số sản phẩm chạy ra traction, được ra số. Thì hiện tại gọi là có thành tựu lớn nhất thì được hai con có số lượng download trên 1 triệu, sắp hai khoảng 2 triệu. Wow. 2 triệu download. Thì so với các studio ở ngoài anh em làm thì chưa là gì cả, nhưng mà với những cái mà anh nhân sự mà anh mình đang có, Gabros đang có, thì anh cũng thấy đấy, khá là tự hào mọi người có thể làm với nhau như thế. Và quan trọng nhất là mọi người bây giờ là cái số lượng nhân sự hiện tại là đang có những cái nhân sự key rồi. Và mọi người cũng khá là hiểu nhau rồi, thì anh nghĩ là trong tương lai những con số mà 2023 đạt được nó sẽ chỉ là con số lẻ thôi. 2024 mục tiêu của anh đề ra sẽ là những con số hơn thế rất nhiều. Thứ này sẽ là một năm bùng nổ của Gabros Studio đúng không ạ? Vậy còn Atomic thì sao ạ? Trong năm vừa qua mới có khá nhiều dự án mà em nghĩ là những các bạn trẻ nào mà dùng mạng xã hội thì đều cũng có thấy được những cái sản phẩm của Atomic trên sau lúc mà mình lướt web rồi. Thì trong năm vừa qua Atomic đã đạt được những cái thành tựu như thế nào ạ? Đầu tiên thì chắc là vì cũng có sự đột phá về số lượng nhân sự ạ. Tức là ở khởi điểm 2023 khi bọn em chạy thì cũng là thế, là một nhóm rất là nhỏ. Tuy nhiên thì hiện tại thì cái việc mà mình mở rộng đội ngũ team các thứ, có thể nói là 2023 cũng là một cái năm khó khăn với nhiều dự án, có thể là các bên có những bên có thể cắt giảm chẳng hạn, nhưng mà em cũng cảm thấy rất là vui khi mà Atomic lại có thể mình vẫn đảm bảo được sự gọi là vượt trội mà doanh thu so với kỳ vọng rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là đội ngũ team cũng được mở rộng, thì đấy sẽ là nó cũng sẽ là như là một cái hình ảnh mình nhìn thấy là cái team mình đang phát triển và có thể là phát triển mạnh hơn nữa trong 2024. Thì sẽ đấy sẽ là cái mà em cảm thấy rất là vui vì tự hào với team của mình. Thực ra để mà nói thì em nghĩ là tình hình chung mọi người đều nhìn thấy thôi, là cái năm 2023 vừa qua là một năm không quá dễ dàng và có khá là nhiều những cái thách thức đối với doanh nghiệp. Nhưng mà điều mà em nhận thấy được ở cả Gabros Studio và cả Atomic là chúng ta đều có scale up được cái số lượng nhân sự này, chúng ta đều đạt được những cái thành tựu mà vượt xa cái bản thân mình của ngày hôm qua, thì đấy là một điều rất là vui và đáng để tự hào dành riêng cho Gabros và Atomic ạ. Vâng, và đúng là cũng chỉ còn có vài ngày nữa thôi là năm cũ qua đi rồi, thì về Gabros và Atomic có muốn gửi gắm những lời chúc gì trong năm mới dành cho tất cả mọi người đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ không ạ? Mình xin chúc tất cả công ty Avota, tất cả anh em ở trong những công ty con của Avota hay là
anh đội ngũ nhân sự của công ty tổng Avatar, mọi người đều hãy quên đi những khó khăn của Avatar mình gặp phải, những cái vấn đề mà Avatar đã gặp phải, mà mình hãy hướng đến 2024, mình chinh phục những cái thành công mới, làm sao để mà năm sau mình lại ngồi đây nhưng mà với khoảng 4 người chứ không phải là 2 người nữa, với những dự án mới. Và con số mà chẳng hạn như con số của anh là 2 triệu thì sang năm anh sẽ là show là 200 triệu chẳng hạn, thì thế là sẽ rất là vui. Hoặc là hơn thế nữa đúng không ạ? Và lúc đấy thì có thể là anh nhìn thấy Diệp là bây giờ là em đang quản lý bao nhiêu người? Cả Atomic của em đang khoảng trên 20 người. Anh chúc Diệp sang năm là thành 100 người luôn. Áp lực cũng là chúc áp lực ngang. Một lời chung mà khiến em phải cố gắng hơn nhiều, nhưng mà cũng là cái mà để mà mình cố gắng phấn đấu đạt được ạ. Còn từ phía em thì chúc cho Apota cũng như là toàn thể các cá nhân trong năm 2024 phát triển mạnh mẽ, gọi là các team thì gọi vươn tầm global, đặc biệt như là Gaplus của anh Tuệ ạ. Hơn thế nữa thì em cũng hy vọng và chúc tất cả các thành viên của Avatar sẽ giữ vững được cái tinh thần khởi nghiệp của Avatar, để đối với mỗi dự án thì chúng ta luôn là đang xây dựng nó như là cha của mình hoặc là con của mình vậy, để mình có thể phát triển nó to hơn nữa, tốt hơn mỗi ngày. Dạ vâng ạ. Và vừa rồi thì cũng là số phát sóng đầu tiên của series mình theo format đặc biệt, và thường thì những cái gì mà đầu tiên thì thường là nó sẽ có những cái điều mà chưa thực sự hoàn hảo, vậy nên là tất cả mọi người khi mà mình xem qua màn ảnh nhỏ có bất cứ góp ý gì thì hãy comment ở phía dưới cho ekip của chúng mình sẽ cùng nhau rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong những số phát sóng lần sau. Vâng, và trước thềm năm mới thì thay mặt cho toàn thể anh em của Apota, xin chúc tất cả mọi người có một năm mới trọn vẹn, hạnh phúc, nhiều sức khỏe, và chúc cho Gabros cũng như là Atomic sẽ ngày càng phát triển thành công hơn nữa. Happy New Year mọi người. Happy New Year.